bên mặt gái cho phép họ nhà trai cũng như là gia đình của bà Thị Huấn có cái cơ cầu sang, tức là để xin phép gia đình các cô. Trước tiên là ông bà Thành Tâm cho cháu bố Phúc đi làm ý kiến hôm nay đồng ý giúp ý của hai bên gia đình. Các cháu đã đến cái quyết định cuối cùng là hôn nhân. Thì việc này các cháu đã thỏa thuận và đã được sự đồng ý của hai bên. Hôm nay là ngày này, ngày tốt, gia đình bên nhà trai làm lễ mang có con cháu để tặng họ và họ cháu về đại diện cho gia đình. Thứ nhất là cảm ơn bà nhất trí để cho hai bên gia đình và cũng như là chuẩn bị cho đại hội.